Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một xe địa hình dòng mountain bike đến từ thương hiệu của Đức, UBA ACO. Và đây là một mẫu địa hình mới nhất về tại cửa nhau, với được sử dụng nguyên bộ group của Shimano DOG các bác nhé. Từ phanh, phủ đề, đùi đĩa và tay bấm gạt đĩa luôn. Và rất là cao cấp, thì dần sẽ vào đánh giá chiếc xe. Đây là mẫu địa hình Kobe đến từ thương hiệu của Đức. Xe lướt qua nước sơn của xe, vì đã qua sử dụng, nước sơn của xe đã có những vết xước như này các bạn nhé, không đáng kể. Với dòng địa hình Kobe này thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức rồi. Các bạn có thể lên Google để search thêm về thương hiệu này. Đây cũng là một mẫu thương hiệu địa hình bán chạy nhất tại, gần như chạy nhất tại cửa nghe thời gian gần đây. Rất nhiều bác quan tâm đến thương hiệu này. Xe có tông màu chủ đạo tông màu đen. Thì bên trên khung ngang thì màu xanh các bác nhé. Rất là thể thao. Cọc yên của Chubati thì có yên hiệu. Yên còn rất là mới thôi nhé. Yên của Sierra. Xe được trang bị phủ đề của DOG cao cấp với 10 tầng lip, khung nhôm siêu nhẹ, aluminium line, đùi đĩa cao cấp, đùi đĩa trục giống của DOG các bác nhé, Shimano DOG. Gạt đĩa của DOG luôn. Khung đứng của xe có ghi vào chữ tiếng Anh. Lịch sơ qua là sẵn sàng trải nghiệm mọi địa hình. Đây các bác có thể xem đây. Lốp bảng to. Vành 26 lốp bản to các bác nhé. Lốp 2.35. Và khá to. Lốp còn rất là mới đấy. Gai góc đầy đủ. Có thể các bác còn có thể đi được rất là lâu nữa. Có thể thay thế. Đây đang đi vòng bạc đạn. Được khắc CNC nguyên khối các bác nhé. Dành đây là bê đan chuyên dụng dành cho dòng mountain bike. Giảm sóc hơi. Xe được trang bị giảm sóc hơi các bác nhé. Khóa sóc của ABS. Sẽ mở sóc hơi các bác xem, đây là chỗ bơm hơi của xe. Rất dễ dàng sử dụng, khi mà hết hơi các bác có thể bơm vào. Phía bên trên đây thì xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG. Và điều đặc biệt hơn, chiếc xe này được trang bị bộ phanh đĩa dầu thì được của DOG luôn các bác nhé, thông thường
thì em những chiếc xem review thì chỉ có những bộ phanh dầu của Shimano thôi. Đây là Shimano DOC. Đây em sẽ quay xuống bộ phanh dầu của xem. Rất là cao cấp. DOC các bác nhé, phanh đĩa dầu thủy lực. Máy ơ bạc đạn của cô Novatec. Mười tầng lít và ba đĩa cho xe 30 tốc độ. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao cục đứng của xe. Vâng, có xe có size đứng là 47 các bác nhé. Ngang là 56. Của các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa chiếc xe này. Đây một chiếc xe chuyên đổ đèo nên ski đông của xe rất là dài. Dài hơn so với những dòng xe đạp địa hình thông thường. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chuyển động. Xe được trang bị 10 tầng lip. Nguyên một bộ group của Shimano DOC rất là cao cấp. Máy Novatec. Tầng lip. Thì bên tay phải em là bộ đùi đĩa trục rỗng 3 tầng của DOC, gạt đĩa của DOC. Rồi, rất tốt các bác nhé. Xe không một lỗi chi tiết cho nhỏ nào. Đấy, tay rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, Cubea Sio. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOC, giảm sóc hơi. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 10.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền khoảng 1 năm. Các bác quan tâm với nhắn tin Zalo 0975749993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kia xe đạp và nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào các bác theo dõi video.